chủ đề như thế và cái nội dung của cái video đấy vì sao mà nó lại có chủ đề như vậy và những cái chữ ở trên cái thăm của nó vì sao nó phải tạo như thế. Sau vào nội dung của từng đoạn video, từng video học cách đặt tiêu đề và cái của nó như thế nào. Chương mà ông nói thằng video này thằng biết thằng video này nó sẽ có từng đoạn nó nói về cái đoạn về về mặt về cái gì con này cắn ngắn nha cái nó phút mà view nó cao thì rồi cái mờ của nó chơi với chơi vào tầm khoảng ba thôi chơi tầm khoảng ba thì để triệu view cái sự chiều tượng của cái nội dung của nó. Thì em phải edit với lại gắn khoảng tầm 20 phút up lên gắn lên túi không cái up video của em này này mình edit tầm 20 phút rồi gắn lên nối máy cái góc nào Trường Tuấn nó lên đây ngồi nói chuyện với nhân mình cứ ngồi dưới đấy nó nói được tại kê xì cái bàn đi lại anh không thì rồi